nha. Mời đọc em lên xíu. Vô kêu gọi đi, vô kêu gọi đi. Liên tục thôi, chứ con này đánh con em, không chết á.
Thank you.
con sai cho tao là lớp 9-11. Không, nhìn thì con luôn thấy quen quen. Nhìn quen không? Thôi bắt đầu luôn đi. Để bắt hết hết chơi à. Ê Tiền ơi đâu rồi? Không, bắt đầu từ cái máy của... Ủa hồi nãy là like bằng bên nào rồi ta? Trước. Nên đây mình đã nghe.
Mọi người vô trong đó like cho mình đó.
người sẽ check in một cái tấm hình tại quán, hoặc là một tấm hình mây gió bông hoa gì đó, hoặc là chụp chụp cho biết hai này cũng được, chụp cho biết tôi được chưa. Rồi đó, rồi nó còn bớt hết rồi, được chưa. Rồi xong dùng cái hashtag là Mr. Bản Midley and Glass Glass đó, đó. Hai con này nè. Còn bạn kia thì cho đi thì đi học đi, từ từ xuống hiện thân. Rồi sau đó tác chung với ba người mà mình thương nhất đó, con vô đó chị đưa ra cho chờ tắm vô mình đi thượng đó tết nha mọi người nhớ nha. Bạn nhớ không? Dạ. Mọi người có đề xuất bài hát gì không? Điều có đề xuất bài gì không? À, nhóm này nghe đồn hát hay nhất là cái bài không phải hay nhất đâu. Bài hát hay. Bài mới cái gì buồn? Ở bên chừng có chừng. Gì của này? Bài của chi buồn. Anh ở lại. Mọi người có muốn nghe không? Buổi trước là ấy là có xuất hiện nhưng mà không bỏ đi luôn à? Không có lúc nào vô, không có gì đâu. Rồi à, anh ơi ở lại nha. Ok, sao rồi anh ơi ở lại không có thân gì. Rồi anh ơi ở lại, mọi người ơi, anh ơi ở lại. Sao rồi con đang là, à có một người mới vừa đi ngang qua rồi hả? Thân hình xong luôn. Thank you.
dừng đó. Ở đề nghị cho hát tí nước cho ca sĩ hát rồi. Hôm nay là một ngày mưa và cái sự mưa này nó làm giảm thì cái chất lượng âm thanh, nhưng mà ngược lại thì khi mà người ta lạnh quá đó thì người ta lại cần cái sự ấm hơn và mọi người sẽ xác nhận mình trong hơn. Không biết mình nói rõ không nữa. Mình cứ nói tại cái tốc độ âm thanh của mình và ai cũng nghe thôi chứ biết sao không. Về sau khi nghe những cái giai điệu vui tươi của nhóm Club đem lại chắc hẳn là các bạn cũng rất là háo hức, rất là tạo rực. Các bạn đang rất là mong muốn có một cái mùa hè thật là thú vị. Và bắt đầu mình sẽ xách ba lô lên và bắt đầu mình sẽ dịch chuyển. Trong tim chúng ta đã nghe được những cái tiếng sóng biển chuông, đã nghe được những cái tiếng đào trên cái cung đường hạnh phúc. Nếu như đã như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu với Ly để chia sẻ những câu chuyện về chủ đề du lịch bụi, để bỏ túi những cái vị cái điều hay ho, để có những cái chuyến du lịch thú vị vào mùa hè sắp tới. Các bạn có thể comment lên trên cái livestream hoặc là các bạn có thể comment lên trên cái fanpage của mình đó, thì mình sẽ trả lời cho các bạn hết những câu hỏi các bạn muốn đi du lịch. Không biết là các bạn có nghe nói tới đó, đi dù thị nè, cái nhóm này đi dù thị nè, ghê lắm. Các bạn có bao giờ mình đi du lịch bụi bao giờ nghe tới khái niệm đi du lịch bụi chưa hả? Những bạn nhỏ xíu ở đây là chưa nghe tới du lịch bụi, bên đây có nghe bao giờ chưa? Chưa luôn. Ồ, vậy là chủ đề này là chưa liên quan rồi, nhưng mà phải bắt đầu từ du lịch rồi. Nghĩa là thầy, các bạn sẽ biết là có những lúc á mình sẽ không tự điều khiển được bản thân và trong cơ thể của chúng ta sẽ tự động tiết ra bốn loại hormone này hơi đặc biệt, người ta đặt tên đó là bốn loại hormone hạnh phúc. Các bạn nghe bao giờ chưa? Chưa. Tiếp tục là chưa nghe rồi, vậy chúng ta sẽ nghe ha. Hormone hạnh phúc là sao? Hormone không có nghĩa là khi chúng ta cảm giác hạnh phúc, có nghĩa là trong người chúng ta có hormone đó. Vậy khi nào mình sẽ cảm thấy mình hạnh phúc? Có ai cảm thấy được hạnh phúc bao giờ chưa? Nghi nghe bao giờ chưa đi? Chưa luôn. Ủa chưa bao giờ em cảm thấy em hạnh phúc luôn hả? Trời, cuộc sống em bất hạnh vậy luôn hả? Cuộc sống em là những mùa đen tối. Mùa đen tối luôn hả? Không, các bạn, nếu bạn nào mà xem Facebook của cô Ngân sẽ biết là cái bạn này là cái xạo đó, đang xạo đó. Đây là một người đàn ông tử tế, không biết tử tế luôn. Là các bạn chuyên gia phân đồ bóc giác cho tất cả giáo viên trong trường. Không biết là có nịnh hay không, nhưng mà nói chung là khi mà bạn Kiên làm như vậy, khi mà có những lúc mà cô Ngân đem rất là nhiều đồ rất là tào lao, ví dụ như là bút, chả, thước, lâu lâu có khi đem luôn cả, nếu mà năm ngoái như không là có đem luôn bia, bọt, rồi kẹo, mít mùng tùm lum hết á, và bạn sẽ là người khôn cho cô. Và có những lúc mà khi mà xúc động quá, một người cực kỳ hay khóc như mình á, là bạn hay nhào vô, không có lau nước mắt nha, chỉ là vậy thôi. Rồi, như vậy cái hormone ở đây chúng ta sẽ thấy, ở đây các bạn có khi là mình được nhận cái hormone đó. Rồi, cái hormone đó là cái hormone hạnh phúc, cái tên của nó là endorphin. Endorphin thì cái endorphin này nó sẽ được tiết ra khi mình đang bị lạnh. Và đây là một trong những cái mà các bạn ít biết. Có nghĩa là nếu bạn nào mà hay tập thể dục thể thao á, thì các bạn sẽ khi mà các bạn được làm cái động tác nó khó hơn á, hoặc là các bạn được xả mồ hôi ra, các bạn cảm thấy thôi cuộc sống này không có gì bằng hết. Ví dụ như Kiên là bạn Kiên là giống như VR cho Kiên ngày hôm nay vậy đó. Là Kiên là mê xe đạp. Có khi nào Kiên đạp trên những cung đường gặp đạp vô còn đạp mà không biết là mình đang đi về đâu và cảm thấy chịu tuyệt vời. Vậy mà nói ra cuộc đời đen tối, thấy nó xạo chưa? Quá xạo, xạo chưa? Phải thôi. Rồi, và có những lúc các bạn như thế này, ví dụ ngày hôm nay các bạn đặt mục tiêu, hôm nay em thảo bài được 10 điểm. Có không? Có, đúng không? Và ngày hôm đó mình đạt được gì? 10 điểm, hạnh phúc không? Hạnh phúc đúng không? Và là ví dụ ngày hôm đó mình đã làm bài kiểm tra xong, mình thi xong, mình mới vừa thi xong. Các chuyện kết quả không cần biết, thi xong là cảm thấy sao? Sướng. Có không? Có, chắc chắn là sướng, cái đã rồi tính sao, mốt không tính sao. Đó,
thì khi mà mình hoàn thành được cái mục tiêu, cái hormone trong cái cơ thể chúng ta là dopamine, nó sẽ được tiết ra. Tất cả những cái hormone này nó sẽ được tiết ra và nó sẽ chạy trong máu của mình, và sau chạy trong máu nó sẽ làm cho mình có một cảm giác là siêu hạnh phúc. Và đương nhiên cái hormone này nó sẽ không tiết ra nhiều, do đó là mình chỉ hạnh phúc trong 3 giây và sau đó lại quay trở lại trạng thái bình thường. Nhưng mà cái dạng này là sẽ có cái hormone này là các bạn thích lắm. Cái hormone này làm cho chúng ta sống giả tạo, sống hay hơn. Đó là cái hormone serotonin. Serotonin là cái hormone mà sẽ được tiết ra khi mình được nghe lời khen, khi mình được công nhận điều nào đó, khi mình được vinh danh, khi mình được cảm thấy là ai đó nói với mình thì mình sẽ hạnh phúc. Và cái hormone này, cái hormone nổi tiếng nhất trong các loại hormone đó là oxytocin. Cái oxytocin sẽ được tiết ra khi bạn được yêu thương. Đó, mai nghe tôi nói luôn một ghê. Rồi, vậy thì các bạn mới kiếm bay đi bay giờ đi bằng máy bay đàng hoàng nha là khoảng 7 triệu và đó. Và có những lúc đi nửa tháng, đi nửa tháng là cô con đã từng đi xe máy. Cái này ơi nói là lỗ nha, cô con không có tự đi, có người chở tự giải nổi đâu. Đi từ đây đi ra tới Quảng Ngãi là đi trong ngày mà khoảng 5 triệu. Cũng 10 ngày mà khoảng 5 triệu đúng không? Thì làm sao mình có cái kinh phí đó để mình đi, và đi mình đi không có tour du lịch hỗ trợ, không có những cái đoàn du lịch hỗ trợ, mình bay toàn hay không. Nha, như vậy thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một số cái thứ để các bạn có thể đi du lịch một cách thú vị nhất, an toàn nhất, ngon và bổ rẻ hơn. Các bạn chờ xíu nha. Review trước, tuần sau sẽ nói về cuốn sách này. Nói nhiều hơn. Ngu quá trời ơi. Cuốn sách có 7 màu. Sao thấy có một màu trắng? Không, 7 màu. Mình chuẩn bị đủ thứ đồ. Mai mai đủ rồi thì về. Mai sẽ có cô nhiều con mà. Yeah. Mai hả? Mai cầm cái này cho ngày mai. Giới thiệu các bạn, đây là cái ba lô. Đây là ba lô mà mình đã mới đậu được. Lý do là ba lô đợt trước là đi là nó đã lên ba lông rồi, do đó là mới mua em yêu nè. Đây là một em yêu. Có khi mình có lý do là chưa lấy chồng là do mình yêu mấy thứ này. Đây là một cái ba lô. Ông chủ quán mặt đông chiêu lắm. Rồi, và trong cái ba lô này sẽ có cái gì? Trong ba lô này sẽ có đồ. Vậy thôi. Rồi. Có được. Rồi, đây là cái túi hơi nhỏ đó, túi này nó hơi nhỏ các bạn ơi, đó nó vừa bằng mình thôi. Và trong đây nó sẽ có rất nhiều đồ, nhưng mà đồ là tại vì mình có khi mình cũng sẽ đi máy bay, có khi mình sẽ đi mọi thứ, và tất cả mọi thứ nó sẽ đều nằm trên cái lưng của mình, nên mọi thứ nó đều phải nhẹ hơn 7 kg. Nên là chủ yếu sẽ có đồ, một đôi giày, những cái túi nhỏ nhỏ như thế này, những cái túi nhỏ nhỏ như thế này để đựng gì? Thứ nhất đựng đồ lót, cái này quan trọng lắm nha các bạn, đựng đồ lót quan trọng lắm, cuộc đời mình sống không thể thiếu được thứ này, phải có cái này. Rồi tiếp theo nữa là có những cái túi, rồi đó, ống sứ bịch mình thì được biển cá rồi, ghét sử dụng bịch ni lông, mình có bịch ni lông chơi, rồi đó, nó thích màu đỏ nữa, cũng kỳ ha. Rồi cái túi này mình quen hết được. Túi này hả? Khởi nghiệp của mầm. Rồi cái túi này thì những cái túi mà các bạn có thể đi siêu thị mua, các bạn có những cái túi mà dạng vải không dề, hoặc là những cái vải như thế này nè, nó vừa bảo vệ môi trường vừa thân thiện với môi trường, mà lại đựng đồ nó không bị hôi, nhưng mà đựng được bằng vật liệu ni lông ha. Thì ở đây mình sẽ đựng mỹ phẩm, cuộc sống mình sẽ chết đi nếu thiếu mỹ phẩm đó. Rồi
thì không có gì quan trọng hết. Còn đồ thì thường đi cho nửa tháng là mình sẽ đem khoảng 3 bộ đồ hết. Nửa tháng là 3 bộ đồ. Giờ mới hỏi là đó, nửa tháng tại sao 3 bộ đồ chứ mang chi nhiều, giá sao nổi. Rồi đất ơi, các bạn ơi, nói chung ai đi du lịch á mà mặc váy nè, mặc đồ đựng thuận nè, rồi nhiều màu nhiều sắc nè, xin thưa các bạn, nó mang cái vali 20kg không đủ nữa. Còn mình đi du lịch bụi mà mình ăn bờ ngủ bụi mà mình không thể đem nhiều đồ như vậy thì mình có phải làm gì? Dạ, cuộc sống mình sẽ đi giặt đồ đó, rất là thú vị. Đã từng một lần nhớ bạn của mình rất tự hào cái túi này nè, có một cái dạng túi mà bạn nào biết á là nó phải có cái tính là chống ướt ấy, nó chụp nước nó chống ướt á, trầu ô tự hào rồi đó. Ê xin lỗi nha, lỡ như mà bạn đang xem thì bạn đừng có buồn mình nha, trời ơi tự hào lắm, chống nước đồ 3.0 đồ, đi đợt đó mưa tầm tã, thế là ướt luôn cả đồ trong chứ đừng có nói chi ướt tới đồ ngoài. Còn cô thì đề bị cá là do đồ mình đồ không được xịn á, do đó là lúc nào mình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng là mặc áo mưa cho bé và dù cuối cùng là chỉ có mình cô còn đồ đấy mà. Rồi xong cái túi đó không quan trọng, quan trọng là cái túi này. Cái túi này mình những người chơi chung với mình hay gọi đây là túi Doraemon. Cái túi này thì nó có cái chức năng, đây là sau đây là chương trình quảng cáo. Cái túi này nó có hai kiểu đeo. Kiểu thứ nhất là cái túi đi dọc không phải con, đi dọc thì phải con rồi. Đây, cái túi này là mình có thể đi như ba lô bình thường hoặc là mình có thể đeo chéo được. Nên là mình sẽ đeo được rất nhiều kiểu, chống được ăn trộm, chống được những người xấu có ý định của mình để một chiếc mặt đó, để nhìn đâu ai mà lấy được đâu đúng không? Muốn lấy được là tắt. Rồi sau đó là mình sẽ có cái nón này huyền thoại đó. Vậy trong túi này là cái túi gì? Cái túi này là giật mất đi chứ không? Vậy giật mất đi thân là sao? Nghe bao giờ chưa? Giật mất đi thân có nghĩa là cái túi này mất có thể được, nhưng mà túi này không được mất. Bởi vì trong cuộc đời của mình đi mà không biết cách giữ bảo vệ an toàn sức khỏe cho bản thân là mình ao nha bạn. Rồi, như vậy túi này nó sẽ, các bạn không cần nhất thiết phải mua giống của mình. Ok, chỉ cần có luôn luôn đi là mình sẽ mong túi lớn, túi nhỏ là mình được những thứ quan trọng nhất trong đời mình. Vậy cái thứ nhất đó là, đây cái khăn huyền thoại. Đây, các bạn cũng không cần phải mua cái khăn nó cho mắt sức giống dân phường nha. Các bạn có thể mang cái khăn mà đúng sở thật của mình, đàn ông mà mang cái khăn màu hồng đâu có chết ai đâu đúng không? Chuyện bình thường. Vậy cái khăn này có tác dụng làm gì? Đeo mồ hôi, giúp mồ hôi, rửa đó, phơi nắng, đắp mền khi ngủ. Và bạn nào đã từng ngủ ở sân bay sẽ hiểu được cái cảm giác khăn này quan trọng đến mức độ nào. Cái khăn nó được quấn trên đầu em. Ở cái khăn này đã quấn trên đầu của lớp 9-10 xong rồi con quấn 9-10 thì con lấy đè la, chà, bồ, đủ thứ kiểu luôn. Rồi tiếp theo. Rồi đây, cái bớt. Nói chung các bạn cũng không cần phải mua cái bớt này rất là khỏe, không có gì hết, trong đây có cái thứ gì quan trọng. Ở đây là các bạn, thường đa số các bạn sẽ không để ý tới vấn đề này. Không ngờ mình vẫn có cái lực nói của cái kiếm như vậy. Rồi, trong cái bớt này đương nhiên là có tiền. Đi chơi là các bạn không có bao giờ đi nhiều tiền nha. Các bạn hãy mở một tài khoản, các bạn bỏ lên. Trong túi của Ngân không bao giờ có trên 500 ngàn. Cuộc đời nó như vậy, nghèo. Nhưng lúc nào cũng có rất là nhiều thẻ. Thẻ Block, thẻ CGV, thẻ Galaxy, kính thưa các loại thẻ và phiếu giảm giá. Và trong đó cái thẻ quan trọng nhất là thẻ ngân hàng. Sống chết gì cũng phải có cái thẻ này. Như vậy thì đi chơi không cần đem nhiều tiền. Mình đem, ví dụ mỗi lần đi chơi mình hồng chung với nhóm bạn của mình phải chung 1 triệu thôi, rút ra đúng 1 triệu thôi, đưa thằng thủ quỹ mày giữ đi, xong cuộc đời mình không chi một đồng nào nữa hết. Bởi vì khi gần hết nó sẽ báo ê hết tiền, bắt đầu cả nhóm đi rút tiền. Thì tránh trường hợp là gì, ví dụ một nhóm của mình là có 4 người đi thì nó sẽ giữ nhiều nhất là 4 triệu thôi. Còn bây giờ nếu như mình rút ra nhiều tiền thì lỡ mất là xong hết luôn, ao luôn, còn tiền nó vẫn có trong thẻ, có thể sử dụng được. Nên cái chuyện này quan trọng nha. Cái thứ hai nữa là tất cả giấy tờ thì Ngân thường sẽ có một cái dạng cái túi bằng nhựa đơn giản. Ở riêng giấy tờ nó xài nhựa,
Rồi, để làm gì đừng hết tất cả giấy tờ của mình, thẻ học sinh, thẻ sinh viên, thẻ chứng minh, gì nữa tiền, bằng lái xe. Rồi, bằng lái đất chưa quan trọng, ở đâu mất tiêu rồi. Và cái quan trọng hơn, đây, một cái thẻ nhỏ xíu nhì, tờ giấy bình thường mình có thể làm bằng viết tay bình thường, hoặc là mình có thể làm mọi cách hết. Trong cái thẻ này mình sẽ có tất cả số điện thoại của những người mà có thể hỗ trợ được mình khi có việc. Ví dụ như ai động được cái túi này, người ta phải mở ra, dễ dàng mở ra và người ta gọi điện để trả lại cho mình. Nếu gặp được người tốt, chắc cưới được người đó đâu. Rồi, nhưng mà nếu không thì ít nhất người ta trả lại cho mình giấy tờ. Hoặc là ví dụ như mình gặp tai nạn thì sao? Hoặc là mình gặp đi vô bệnh viện mình bất tỉnh nhân sự rồi thì những cái con số này sẽ giúp mình. Cái đó các bạn cần lưu ý cái này ha, đem bảo thẻ bảo hiểm y tế nữa. Và nếu như bạn nào đã biết nhóm máu của mình á, các bạn biết nhóm máu mình chưa? Chưa. Cái quan trọng lắm, cái đó là những cái quan trọng hiện tại là trong chứng minh nhân dân và căn cước của mình hoàn toàn không có cái nhóm máu, cái tình trạng bệnh tật của bản thân. Thì cái này các bạn tự trang bị cho mình. Hiện giờ ở Việt Nam chưa làm được điều đó. Thì các bạn thấy là mình khi mà mình còn làm gì, ví dụ như là còn mình truyền máu đi, đúng không? Thấy mình biết nhóm máu gì thì bác sĩ có còn phải đi xét nghiệm máu nữa không? Sẽ đỡ tốn vài thời gian thì chúng ta sẽ trong cái thời gian vàng đó có thể cứu được bản thân mình. Và ví dụ như cái người đó, ví dụ mình biết mình nhóm máu O rồi, thằng bạn mình nhóm máu O, hai thằng giúp nhau xong thế này, đúng không? Đó, cái chuyện đó rất là đơn giản các bạn ha. Rồi sau những cái đó là cái túi ha. Rồi tiếp theo nữa là kính mát. Rồi kính mát bình thường, nói chung không có gì phức tạp hết, nó rất là bình thường. Để ở nó bình thường nha, để cho đồ làm gì chơi mà đợi nóng quá mọi người ơi. Rồi ngoài ra là các bạn nhớ sử dụng cái này kem chống nắng, đừng dùng mình thì được cách sử dụng đồ của con nít. Rồi hết. Rồi, vậy trong cái túi này nó sẽ có thêm, các bạn có thể có thêm đựng thêm là bút viết, sổ và những cái dụng cụ y tế nhỏ nhỏ mình đem theo. Như vậy đi chơi mình để đồ ở trong khách sạn mình để đó, nhưng mình đi du lịch á thì phải đem cái túi nhỏ như thế này, đựng hết tất cả mọi thứ trên đời là cần gì có đó. Rồi sau cái đó là cái của mình. Mọi người có hỏi gì không? Cần thấy bạn Quỳnh Tấn Lộc nè, Quỳnh Tấn Lộc đang đây nè. Trời ơi. Không, tại vì khi mà bạn chưa từng đi du lịch, các bạn sẽ chưa đi du lịch bụi á, các bạn chưa hiểu được cảm giác đó đâu. Khi mình tự mình check in vé, tự lên lịch trình, rồi tự mình đi, cái đầu tiên bạn sẽ sợ đó là sợ nguy hiểm, cực kỳ sợ luôn. Lần đầu tiên đi là ai cũng sợ hết, mà đi xong một lần là bị kiếm tối ngủ lần tối. Mình là một dạng du lịch bụi nửa vời chứ không phải là dạng dân phục thủ chính hiệu. Dân phục thủ chính hiệu thường người ta sẽ cắm trại và người ta ngủ luôn ngay trên cái khu vực người ta đi cái hành trình luôn. Còn cô thì cô vẫn ngủ bình thường, đó là kiếm một khách sạn để ngủ. Nếu mà không có khách sạn ngủ thì mình ngủ nhà trọ, mà không có nhà trọ ngủ thì ngủ nhà dân xin xỏ rồi mình năn nỉ ý ô để người ta ở. Nhưng mà thường á, đa số đi trên những con đường ngoài khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là bạn sợ mất xe, thì ngoài ra không có chỗ nào mà sợ nữa đó. Cô đã từng đi chợ ở trên Hà Giang là miền Bắc mà sắp với Trung Quốc á, quăng xe đó đi vô chơi 8 tiếng đồng hồ, đi ra còn nguyên cái xe không mất con ốc. Còn ở Hóc Môn mới vừa bạn cô mới bị luôn, mới quay qua quay lại đang tung tăng mua dừa xong quay lại xe đâu rồi. Xe đâu rồi mọi người ơi, xe đâu rồi, mới ở đây luôn. Trời ơi, mình không biết được. Ở đây ở khu vực của mình thì tương đối an toàn chứ không phải là không an toàn, nhưng mà chuyện gì nó xảy ra thì nó vẫn xảy ra thôi. Nói chung là nó rất là thoải mái, cũng không có gì hết. Đi thì thường nhóm bạn sẽ tính trước lịch trình. Nếu mà các bạn lần đầu tiên đi á thì các bạn có thể tham khảo
khảo trên những cái trang phục, người ta sẽ chia sẻ cung đường để mình đi. Du lịch nước ngoài hả? À, mình chưa có cơ hội để đóng cái passport nên là chưa có kinh nghiệm. Khi nào có kinh nghiệm sẽ đóng. Passport làm sao? Passport các bạn đã có chứng minh rồi thì bây giờ các bạn làm passport, các bạn sẽ đến số 2 Nguyễn Du, đối diện trong đồng đó, ở Nguyễn Du thì các bạn kinh nghiệm làm passport, mọi người ơi kinh nghiệm làm passport, làm ứng chụp passport ở ngay nhà. Có một kinh nghiệm là các bạn đừng đi chụp hình thẻ ở ngoài, mắt xấu kinh khủng lắm. Các bạn lấy ngay cái điện thoại của mình, được chưa? Các bạn lấy cái nền bình thường thôi, cái nền trắng trong bình thường thôi, đừng có màu sắc thôi. Các bạn chụp cái gương mặt xinh đẹp của mình vô đi, rồi sau đó làm gì? Các bạn cắt cái nền mà theo một là màu xanh, hai là màu trắng, và muốn làm passport thì là nền màu trắng. Các bạn đem ra, các bạn rửa ra, trời ơi nó rẻ vô cùng, rửa ra 2-3 ngàn, còn đi ra ngoài chụp là chụp 40 ngàn, 6-3 cố luôn. Rồi các bạn đem cái hình đó lên, các bạn sẽ mua một bộ hồ sơ như tôi nhớ mấy ngàn à, rồi các bạn sẽ ghi thông tin, rồi vô đóng 200 ngàn. Mình có hai tuần sau mình sẽ có bắt con. Một kinh nghiệm nữa, tại vì nhà mình rất là xa, mình không có điều kiện để mình đi á, thì các bạn lên đó các bạn sẽ sử dụng cái dịch vụ là người ta khi có bắt con người ta chuyển thẳng về nhà mình luôn, dùng dịch vụ luôn, không phải chờ nữa, là mình sẽ có nhanh gọn lẹ. Còn nếu không thì mình còn chờ rất là lâu. Thì có cái passport để làm gì? Passport chúng ta sẽ có hai loại, là thẻ căn cước hay còn gọi là chứng minh nhân dân và cái passport. Thì cái thẻ căn cước và chứng minh nhân dân nó sẽ có giá trị ở Việt Nam, nhưng passport là nó có giá trị trên toàn thế giới. Là mình muốn xuất cảnh là mình phải có passport, tại vì ở nước ngoài người ta phải sử dụng tiếng Anh thì trên passport nó có tiếng Anh, đơn giản. Họ nói cái gì để họ, nhưng mà nó có giá trị là người ta sử dụng ngôn ngữ đó. Không ai hỏi gì hết, buồn ghê. Chủ đề này không hấp dẫn thôi, chủ đề tuần sau mình sẽ hấp dẫn thôi. Có câu tặng liền vậy không hả? Trời ơi, tôi đi ăn cả tuần rồi đó. Và cái ngày hôm nay là mình sẽ nói chủ yếu về du lịch đảo Hải Tặc. Mọi người ơi, mọi người có biết đảo Hải Tặc chưa? Mình biết. Có ai biết đảo Hải Tặc nằm đâu không? Buồn ghê. Thôi mọi người suy nghĩ tiếp hoặc check in tiếp đi. Bây giờ mình sẽ để nhóm uống nước vô. Trời ơi, khát nước quá, cho nước uống đi. Mình sẽ để nhóm khác một xíu nữa, chờ nó tương thân ngồi đi quá. Rồi, thì mọi người suy nghĩ về chủ đề du lịch, mọi người có thể tìm hiểu. Nói chung là du lịch nước ngoài là mình chưa có kinh nghiệm, các bạn hỏi mà mình không biết gì đâu. Nhưng mà hỏi về du lịch, ăn uống, ngủ nghỉ, quậy phá thì là mình ở đây mình rất ok. Mình có thể biết được rất nhiều, không phải là rất nhiều mà cũng tham khảo nhiều. Và mọi người có thể yêu cầu ở tuần sau mình nói cái gì ha. Có một cái
hình xăm luôn, tiền cũng không ra, không hiểu luôn. Ngay cả ông chủ quán mà cũng không nhắc tên tài quán được luôn, bởi ta nói số em ở. À mọi người ơi, làm gì làm ơn, đừng có điều, đừng có đề nghị là nuôi hát nha. Đừng, đừng. Năm ngoái cô hứa cô hát. À lần tuần trước cô hứa cô hát rồi đồng hồ. Cô có không? Có, lần trước cô hát, cô hứa cô hát vào đồng hồ phim Nga. À, trời ơi. Thấy mấy em muốn bài tập mà đó mà đúng không, mấy nhạc? Có chứ. Có chứ, thấy chưa. Cái bài đó có lời đâu hả? Leo, anh đi thi đồ ngốc. Mấy đứa, anh đợi cô Ngân cái câu mà hát đó là 2 năm rồi đó. Hai năm rồi đó mấy đứa. Ủa được rồi, là mấy đứa thôi. Sinh viên năm 2 cô. Sinh viên năm 2 rồi. Vậy bây giờ mình sẽ quay trở lại với giọng hát của Glass để tránh nghe chuyện cô nói nhảm nữa. Nên là đề nghị mọi người mình có thể comment vô, muốn hỏi gì thì cứ hỏi hoặc là yêu cầu bài hát chẳng hạn. Rồi hôm nay là thời gian của các bạn. Hướng mưa. Rồi đi cất cái này đi. Rồi bỏ. Đi cất em đi. Bên yếu hả? Mừng quá, đổi rồi. Ê bên yếu rồi Cảnh ơi. Bên yếu rồi, chắc đổi máy rồi. Mọi người ơi, máy đã hết pin rồi, do đó bây giờ mình sẽ chuyển thành máy khác.